Hành hương công giáo, chuyến đi thứ bảy, nhà thờ Ca Đơn, cơ duyên gặp gỡ. Người soạn bài: Vinh Sơn Trung Thanh Huy, speaker: Khánh Hòa. Như một cơ duyên giữa vị linh mục quản sứ tâm huyết cùng hai kiến trúc sư yêu thiên nhiên đã làm nên ngôi nhà thờ đậm nét văn hóa dân tộc giữa núi rừng cao nguyên. Đó chính là nhà thờ Ca Đơn. Hôm nay, Khánh Hòa sẽ dẫn quý bạn tới địa điểm hành hương đặc biệt này. Nhà thờ Ca Đơn thuộc giáo phận Đà Lạt, nơi lãng đãng sương mù, và biết đâu bạn sẽ có duyên gặp gỡ người trong mộng tại đây khi đi lạc trong sương. Ca Đơn là xứ đạo nghèo vùng cao thuộc huyện Đơn Dương, giáo phận Đà Lạt. Số giáo dân vào khoảng 5.000 người, trong đó 2/3 là người dân tộc Churu và Kaho. Đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nên theo lời chia sẻ của linh mục chính xứ Giuse Nguyễn Đức Ngọc, việc xây nhà thờ mới chỉ dám dừng ở mơ ước. Thế nhưng, như một sự sắp đặt diệu kỳ, Ca Đơn không những có nhà thờ mới, mà còn có một công trình kiến trúc độc đáo vươn ra thế giới. Vài năm trước, trong một dịp đi thăm người bà con ở vùng Đơn Dương, đôi vợ chồng kiến trúc sư người Hà Nội khi đến giáo xứ tham quan đã nảy ra ý tưởng thiết kế ngôi thánh đường dựa trên không gian xanh bao la, nhấp nhô đồi núi để làm luận án thạc sĩ mà họ đang theo học tại Đức. Biết được điều đó, cha Ngọc đã hết lòng ủng hộ, đồng thời nhiệt tình tư vấn thêm cho hai người về những công năng cần phải có của một ngôi nhà thờ công giáo. Ít lâu sau, đồ án hoàn thiện và vợ chồng kiến trúc sư Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Dũng giành được giải thưởng Kiến trúc Thánh Châu Âu lần thứ tư năm 2011. Mặc dù không phải là người công giáo, nhưng bản thiết kế của họ thực sự thuyết phục được cả hội đồng giám khảo khi luận án đạt điểm tối đa. Đồ án thiết kế nhà thờ Ca Đơn có tựa đề Sự trở lại của hồn địa, Return of Genius Loci, được chú ý hầu như ngay lập tức, đồng thời được tư vấn hoàn chỉnh thêm từ những vị giáo sư nước ngoài. Chính các giáo sư này đã tìm được nguồn tài trợ giúp nhà thờ Ca Đơn bước ra khỏi bản vẽ. Giáo sư Finn Gable cùng các đồng nghiệp thuộc phân viện kiến trúc Trường Đại học Kỹ thuật Berlin đã đỡ đầu cho công trình. Ngoài ra, còn có sự góp tay của Quỹ truyền giáo quốc tế Mission Orchid, Cộng hòa Liên bang Đức, Tổng giáo phận Berlin và một cá nhân người Mỹ có tên là Sandy Michael Lodlin. Chính nét đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút cùng sự nổi tiếng đã có từ khi trên mô hình, nên ngay khi được hoàn thành vào tháng 7 năm 2014, Ca Đơn nhanh chóng trở thành một điểm đến của du khách gần xa. Công trình tiếp tục đạt giải nhì cuộc thi kiến trúc thánh quốc tế lần thứ 6 năm 2016 tại Italia. Nhà thờ như được vùi vào núi đồi nên thơ, duy chỉ tháp chuông vươn mình đưa thánh giá vượt lên. Không có sự nguy nga, choáng ngợp. Trái lại, giữa ngọn đồi cao xanh, ngôi nhà thờ màu gỗ ấm áp, giản đơn, thân thiện. Công trình được thiết kế với hình khối đơn giản, có nét đặc trưng vùng cao, nằm lẫn vào thiên nhiên xung quanh, cùng không gian mở hiện đại nhưng lại phù hợp với sinh hoạt của người dân tộc nơi đây. Ấn tượng của ngôi nhà thờ còn bởi cách sử dụng vật liệu không chỉ có sẵn tại địa phương mà còn thân thiện với môi trường. Phần mái lợp bằng ngói nung như tái hiện sự thân thuộc giống bao mái nhà truyền thống của người dân tộc bản địa, trong khi các vách nhà thờ sử dụng kiến cùng các thanh gỗ thông tựa những bức rèm lớn mà không cần đến cửa chính hay cửa sổ.
Do đó, dù hiện diện trong nhà thờ cũng có thể chạm mắt vào thiên nhiên với những tán thông xanh giữa núi non trập trùng. Và ngược lại, dù đứng ở góc nào bên ngoài nhà thờ cũng dễ dàng thấy được không gian cung thánh. Hơn thế nữa, công trình còn mang đậm tính nhân văn khi con đường chính được thiết kế chạy vào đến tận nhà thờ mà không bị giới hạn bởi hàng rào, bậc thang hay rời chắn. Người cao tuổi, người khuyết tật có thể tự mình ra vào một cách dễ dàng, thuận tiện. Ghế ngồi không có phần dựa lưng, không bàn quỳ. Ngoài lý do nhằm phù hợp với lối kiến trúc đơn giản, còn là sự tính toán để dễ dàng hơn cho phụ nữ dân tộc, có thể điệu con không vướng víu khi tham dự thánh lễ. Mái hiên khá rộng, vươn ra xa để thiếu nhi có chỗ học hành, vui chơi bất kể trời mưa hay nắng. Đến với nơi này, du khách còn có dịp tham quan, tìm hiểu văn hóa người Churu và Kaho qua các hiện vật được chính cha Ngọc sưu tầm và trưng bày khá khoa học, chẳng khác nào một bảo tàng thật sự. Nhà thờ Ca Đơn là một minh chứng thành công về sự hội nhập nghệ thuật thánh với không gian và cộng đồng dân tộc địa phương. Đồng thời, công trình đã tác động tích cực đến tư duy thiết kế kiến trúc của các nhà thờ Công giáo trong tương lai. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ai ngờ nơi rừng sâu hoang vắng, người dân còn gặp nhiều khó khăn là sở hữu một công trình kiến trúc độc đáo ở tầm thế giới. Đó chẳng phải là cơ duyên gặp gỡ giữa người với người trong bàn tay quan phòng sắp đặt của Thiên Chúa đó sao? Chỉ là ít phút qua màn ảnh nhỏ với vài bức hình và một câu chuyện kể ngắn gọn. Hẳn là không thể đủ cho bạn hình dung được địa điểm hành hương kỳ thú này, và cũng không thể cho bạn những cảm xúc bất ngờ hay lắng động, sôi động hay tĩnh tâm như khi bạn trực tiếp tới đây được. Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị hành trang nào để khi hết dịch Covid-19 là xách ba lô lên và đi. Biết đâu đấy các bạn sẽ gặp được Khánh Hoa tại đây và thốt lên: "À, đẹp quá!"